đền quan đệ nhị giám sát, quan lớn đệ nhị hay còn gọi là quan đệ nhị giám sát. Quan giám sát được thờ ở hai nơi chính là đền quan giám sát ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là nơi quan trấn giữ miền Sơn Lâm. Đền quan giám sát ở Phú Cát, Thạch Thành, Thanh Hóa là nơi quan giáng hạ dạo chơi. Quan giám sát đệ nhị được giao quyền giám sát cai quản Sơn Lâm nên ngài còn được gọi là quan lớn đệ nhị thượng ngàn. Quan lớn đệ nhị vốn là con trai thứ hai của vua cha Bát Hải Động Đình. Có truyền thuyết cho rằng ông hạ phàm đầu thai vào hoàng cung, nhưng hạ phàm ở triều nào và hạ phàm ở nơi đâu thì không thấy nói tới. Truyền thuyết nói rằng khi ông giáng sinh, ông là người văn võ toàn tài, thông minh chính trực, được khắp muôn nơi ngưỡng mộ và được các vương tôn công tử thuận tình đến làm học trò. Đến khi về chầu Thiên Đình, ông lại được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm thượng ngàn. Ông giáng thế ban phúc cho nhân dân. Khi dân chúng bị hạn hán cầu đảo ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa. Quan đệ nhị là vị quan lớn rất hay về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo màu xanh, có thể là xanh lá hay là xanh lá cây, được thêu rồng hổ phù, làm lễ tấu hương khai quang chứng sớ và múa kiếm. Quan giám sát còn được ở thờ ở tại khu du lịch tâm linh Hàm Sơn, Thanh Hóa. Thần tích quan giám sát. Quan lớn đệ nhị là quan lớn thứ hai trong ngũ vị tôn quan. Quan lớn đệ nhị vốn là con trai thứ hai của vua cha Bát Hải Động Đình. Ông là người văn võ toàn tài chính trực, khắp nơi ngưỡng mộ. Ông giáng thế ban phúc cho dân. Quan lớn đệ nhị hầu như không tìm thấy bất kỳ một tư liệu hoặc thần tích nào về ngài. Nhưng căn cứ theo các văn hầu từ thời xưa để lại, chúng ta có thể mường tượng về ngài như sau. Ông vốn là cõi trên thiên đình, được giáng xuống trần gian trong một gia đình quý tộc. Ngay từ thuở nhỏ đã giỏi văn thơ và nổi tiếng là thông minh. Tuổi vừa ba bốn đi chơi, văn thi phú lục, mọi tài khôn ngoan. Đến khi về thiên thì trời bỗng nổi mưa gió bão bùng. Thủy thần đến rước ngài đi về chốn thiên cung, nơi ông được giao nhiệm vụ quản tam giới, quyền cai giám sát, chuyên lo về sổ sách sinh tử của nơi cõi trần gian. Sổ hội đồng một tay nắm giữ, số trần gian sinh tử xót ai. Ông chính là vị thánh chuyên cân đong tội công và điều chỉnh họa phước cho các sinh linh nơi cõi trần thế.
rút dây tội phước, cân người tội công. Ông còn là một vị thánh, văn võ song toàn. Võ thời ví với đức quan, văn thời sánh ví mạnh nhan thay là. Ông còn giỏi cờ, giỏi về thi ca phú họa. Cờ tiên một đấu, thơ vài trăm thiên. Ông còn được biết đến là một vị thánh anh minh, độ lượng, hết lòng cứu giúp mọi người. Nên mọi sự an khiên, bất hạnh của cõi dương gian đều cầu tới ông. Dù ai hữu sự kêu van, khấn quan đệ nhị thọ kháng yên lành. Đó là một vị thánh nổi tiếng trong tứ phủ bởi sự thông minh, chính trực, luôn một lòng độ cho nước, cho dân. Thông minh chính trực, giúp nước phù đời, quyền sơn lâm cai khắp mọi nơi. Vâng ngọc chỉ, giáng thần Nam Việt, anh hùng hào kiệt, độ khắp vạn dân. Quan đệ nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay về ngự đồng. Kể cả trong những ngày tiệc vui, khi ngự đồng, ông mặc áo màu xanh, thêu rồng, hổ phù, làm lễ khai quang chứng sớ. Cách hầu quan đệ nhị giám sát thì có nơi múa đôi kiếm, có nơi múa một kiếm, có nơi lại múa một kiếm một cờ. Cũng như quan đệ nhất, khi cai đàn mở phủ, người ta thường thỉnh quan đệ nhị về chứng đàn nhạc phủ. Thượng ngàn, đàn mã đều màu xanh. Ngoài ra, vào những dịp đại lễ như mở phủ, khai đàn tạ phủ, vân vân, trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh quan đệ nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ. Quan giám sát được thờ ở hai nơi là đền quan giám sát ở Hữu Lũng Lạng Sơn, là nơi quan trấn giữ miền Sơn Lâm, và đền quan ở Phú Cát Thanh Hóa, là nơi giáng sinh hạ dạo chơi. Và ngày tiệc chính của ông là ngày 10 tháng 11 âm lịch, ngày hạ phàm của quan. Vì vậy, trong khi quan ngự thường có câu hát rằng: nhắc trông lên tòa vàng san sát, không đâu bằng Phú Cát đồi ngang.